có nghĩ tới là đối thủ sẽ dùng Triệu Vân và Superman, thì vì đó là cặp bài để khắc chế Tăng và giết, có thể ám sát được Mô Giấy. Cái đó là tụi mình biết, nhưng mà tụi mình không thể áp chế được cặp đôi đó. Cả hai trận thì team mình luôn luôn thắng ở 2 phút đầu game, nhưng mà về sau thì do tụi mình kiểm soát không kiểm soát bằng đối phương, tụi mình kiểm soát rất là yếu nên dẫn đến thua và bị đối phương lấn mát. Wonder Woman thật ra là một con bài Hon bắt buộc phải chơi trong trận 2 rồi. Wonder Woman mạnh ở điểm là đánh lộn rất mạnh và ăn mục tiêu, ăn gồng và kinh công rất là nhanh. Vì phiên bản mà tụi mình đánh giải chương 1 của Wonder Woman thì level 4 đánh vào gồng thì sẽ được gần 2k. Thật sự là không phải là khắc chế Wonder Woman của Hon mà là do team mình kiểm soát không tốt nên mới thua thôi. Mình hy vọng là Overlocker và Team Flash sẽ đưa đội tuyển Việt Nam đến chung kết đi. 那这边其实想要问一下，因为其实我知道你们在前面今天打了三场，那其实你在休息的时候 BP 完之后，好像有讨论了一下关于 BP 的过程。听说你跟队友之间的 BP 好像不是很 match， 是不是？有一点，因为我是建议他们选查跟娜，但是他们不是很想选。然后一开始我也不是很想要 ban， 就是。ban 这些角色啊，有一只角色我不是想 ban 啊，可是因为毕竟我是来到这边嘛，然后我想说还是尊重选手，那我想说搞不好他们的想法也有一些不一样的尝试，对，大概是这样。那我这边想要问一下，因为看到你们的队伍其实第一场打的不是那么的亮眼，但二三场之后是有醒过来的感觉，能不能跟大家分享一下你觉得你们队伍在第一场失利的原因是什么？第一场失利的原因我觉得主要是我们选手的紧张，然后还有角色对面的牵制技太多，那主要我觉得还是他们压力太大，所以造成一些失误，然后被人家滚雪球。然后跟第二场也是有某些环节失误，然后比如说拿到凯撒打高地的时候，一个人去莫名其妙死掉，轮流一个一个死，那我觉得这是不允许的，希望下次比赛不会再发生。那最后想要问一下，你们的中路就是拳王，算是 AIC 大家公认的一个拳王，其实在今天的表现也是非常非常的亮眼。那如果要你自己排名的话，你觉得以拉兹来说，现在目前前八强的队伍，你最不想放给谁？就是你自己心里觉得谁的拉兹最强？如果最不想放的话，我应该是不放给星星吧，我认为他是最强的。那拉兹就是死不了，这个世界最强。宫廷接受我们的访问，我们现在赶快把我们的画面交还给主播跟赛评喽。